Your call has been forwarded to. Sao không nghe điện thoại? Chắc sơ đang làm đang bán đồ ăn á. Bà có coi anh Tô Thanh Phương không? Có. Trời ơi, nhìn lạ quá. Tôi biết ảnh tại tôi coi TV á. Hồi đó đó, ta đi đổi mặt quá ha, chẳng giống gì hết á. Trời ơi, bệnh mà. Bà thấy ông Quang bữa kỳ đó bệnh cũng không nhem nhắc ai nhận ra. Bà có giữ mấy cái clip cũ của ông Quang không? Còn cái... Trời ơi. Còn cái đợt ảnh về nhà, cái chân ảnh chưa có cưa đó. Tôi có clip mà quay lúc mà cha đến sức dậu á. Nghĩa hả? Bà chị theo đọc kinh. Có không? Có. Cho các bạn xem lại dung nhan của Lê Quang. Ê, bà cho tôi cho mượn cái clip đó cho các bạn xem dung nhan của Lê Quang. Cái lúc mà Lê Quang chưa có cưa chân. Bởi vì bà thấy lý do. Lúc đó là coi như là nó tệ nhất rồi đó. Đúng rồi. Lúc đó là cha đến sức giàu đọc kinh cầu nguyện á, ảnh ngồi cái chỗ mà ảnh ăn cơm á, rồi cha ngồi đối diện á, là ngồi á, coi như cái sắc thái của ổng rất là tệ luôn, rất là mệt mỏi luôn, giống như là gần sắp đi luôn á. Đúng rồi đó, coi như là rất là coi như không có diễn tả được cái lúc đó nha. Lúc đó là ảnh nó coi như là mất control luôn. Mà nhất định không đi emergency không, tại vì nói là về 10 ngày coi trụ sinh đó, sao á, xong rồi mới được có 2 ngày là ổng phải đồng ý đi đó.
cái lúc này là chưa vô cấp cứu luôn. Đi rồi. No, cái lúc mà không tự chủ được là chưa. Lúc đó chị Thao mới tới, mới nói là đi emergency. Bà nhớ cái lúc đó là bà thấy con mắt ảnh bị lạ lạ không? Bà nói, bà nhớ đúng không? Đúng rồi, cái miệng nè, miệng thì méo 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 nè. Tôi để ý mà, tôi thấy. Bà nói là bà coi cái miệng anh Quang. Lúc đó là chưa có đi emergency. Ừ. Lúc đó chưa. Không, cái lúc mà cha là phải sức dầu á, là cái gót nó đã lỡ loét lâm rồi. Ừ, thì đó. Nhưng mà giờ tôi đang nhớ, tại vì nhớ nhiều cái tình tiết quá mình không có nhớ nổi. Mình nhớ từ từ thôi, giống như là nhưng mà cái miệng méo mà bị trót là tôi nói bà không. Ừ, đúng rồi. Rồi cái chân nữa tôi cũng vô tôi nói bà, tôi đi qua đi lại ở ngoài á. Ừ. Tôi vô tôi nói bà hoài luôn á, tôi nói bà ra bà coi đi. Cái chân gì mà cái nguyên một lỗ vậy mà có chân nọ, tôi nói hoài luôn á. Cái miệng vậy. Mà tôi lúc đó ảnh không có nghe tôi. Đúng rồi. Tôi nói bà nhớ đúng mà mới đầu mình coi như là mình vô mình năn nỉ đi. Mình nói trời anh ơi, mà hết người này kêu bà Linh vô năn nỉ giùm, kêu chị Khanh vô năn nỉ, kêu con két luôn. Mình nghĩ là ổng nghe lời, ổng nghe lời vợ, ổng nghe lời con đúng không? Năn nỉ nó không có đi. Ồ vậy á. Ừ. Nhưng mà bây giờ bà thấy không? 180 độ bây giờ mình nói cái giọng cũng nghe đó. Ừ, bởi vì sau một trận, ví dụ như mình nghĩ là lúc đó là mình nghĩ là mình xui đi, ổng là xui đi, nhưng mà bây giờ mình nhìn lại coi ổng rất là may mắn. Chúa rất là thương ổng luôn, thương thiệt là nhiều luôn, là khác luôn á, là coi như là chẳng thà Chúa cho ảnh mất một phần chút xíu nhưng mà ảnh thay đổi cái cuộc đời của ảnh, giống như ảnh tái sinh lại, ảnh thành một con người rất là lành mạnh. Còn hơn là ngược lại, cái lúc mà ảnh chưa có bị, ngày nào cũng nhậu say xỉn, nhậu mỗi ngày, thay đổi cuộc đời, coi như là thay đổi cuộc đời 180 độ, 180 độ luôn á, 360 360 độ luôn, phải 180 nữa. Bây giờ là ngủ sớm nè, dậy sớm nè, không nhậu nè, không rượu, không bui bia, rồi ăn uống cũng cẩn thận, không có tự ăn nha, tự luôn, không có mình không cần ai khuyên, nhớ bắt buộc trái cây ăn có rổ nè. Mình nói không có nghe nói, cái này đâu có đường đâu, cái này đâu có sao đâu đó, mà mình cứ nói chỗ anh ăn gì dừa, anh ăn gì mình ăn tự quá mà lúc vậy. Đó ảnh không nghe bà cái gì, bà nói cái gì không nghe cái gì luôn. Mà bây giờ hả, trời ơi, bây giờ nói gì cũng nghe đó. Nói gì nghe đấy à. Hồi đó hay cự lắm, cằn nhằn cử nhửi, nói là không phải đâu, không phải vậy đâu. Mình nói hả, ổng không chịu. Xong rồi hả, trời ơi, xong qua một cái cơn bạo bệnh, như là vừa thoát khỏi cái cơn đó là bây giờ thay đổi. Cho nên là mình thấy là trong cuộc đời của mình á, không phải cái gì cũng là xui xẻo hết á. Cái đó là một cái may mắn, bị như vậy mới mất đi cái kia, nhưng mà nhận biết trăm lần, nhận biết được, nhận biết được gấp trăm lần rồi. Rồi biết Chúa nè, biết tin Chúa nè, rồi đi lễ nè, là ăn làm dấu nè. Hồi xưa hả, kêu đi lễ không có đi. Không có đi. Bây giờ đi lễ tang là ảnh đi ra xăm ra Đức Mẹ đầu tiên. Tám mới nhận được là của Thảo Chester $100 cho anh Tô Thanh Phương nè. Chứ hồi nãy em Muối gọi á, em Muối khóc á, em Muối tội nghiệp, em Muối nói trời ơi thấy thương quá à, thôi thấy anh Tô Thanh Phương tội nghiệp quá, cho Muối gửi 100 nha, nhờ gửi qua cho ảnh nha. Cái Tám dạ ok Muối, tình nghệ sĩ của Muối rất là tình cảm, Muối rất là tình cảm, Muối tình cảm lắm. Mỗi lần Muối coi cái gì á hả, cái Muối gọi Tám á, Muối khóc, mới nói trời ơi thương quá à, tội nghiệp thôi. Coi Bảo Lục á, cho Muối gửi tiền Bảo Lục nha, em không có nhận bây giờ thì, nhưng chừng nào em đi thì cho Muối gửi em nha. Nói dạ Muối từ từ đi, khi nào em đi thì Muối gửi cũng được. Cái coi mà Muối muốn khóc luôn. Xong rồi bây giờ tới anh Tô Trinh Phương, Muối cũng nói nữa. Muối nói trời thương quá à, cho Muối gửi 100 nha thơ. Muối không có nhiều tiền, mà tại hôi kệ Muối bán Quỳnh Thánh bò viên được cũng có được ít thôi, Muối cho Muối gửi 100 cho anh Tô Thanh Phương. Thấy tội nghiệp Muối chưa? Lên mới vô kìa.
nên bà lấy chiếc tàu bà ăn đó. Bà thích ăn cái này mà bà ăn một lần bà nói cá rổ mình bà ăn mà thì bà ăn đi, bà mời tôi chi giờ hết của bà lấy đâu ăn. Hơn chút nữa bà thi bà thi bà tới bà ăn. Mới nhà nhận được ăn. Thảo Chester nè gửi nè bà Linh giúp cho 100 cho ca sĩ Tô Thanh Phương kìa bà lớn rồi bà thi bà tới rồi okay. Rồi lễ thi đã đến và chúng ta đi. Ừ, bà cho tôi lên ngồi đây đợi với bà sorry, đi bà Linh. Sorry. Nắng quá. Trời ơi. Linh gài hàng lên. Ngồi cái này xém lủng đít lên. Trời. Bà nên đánh cầu sáng giờ hả? Ừ. Vui không? Vui chứ. Vui và khoái mồ luôn. Khoái đánh cầu để bà ngước ngước cái cổ lên nè cho bà đừng có bị bị xương của bị đau cổ. Không mà từ khi tôi tập yoga đó là tôi hết bị rồi. Không cần đánh cầu cũng không bị. Hôm bữa tôi bị đau lưng á là thi xong tôi hết bị luôn. Vậy hả? Hay vậy có tập gì không? Có tập. Đó thấy chưa? Tập cái cái chân á. Trời ơi, tôi đem bệnh táo cho tôi bay rồi. Cái gì? Bệnh táo. Nè đây có táo ngon lắm nè nè cho bà ăn một cái nè chị Hương fan chỉ cho tôi thì cái chuyện ca sim á là vậy. Ca sim nói là một ngày đẹp trời giống như ca sim rất là đang khỏe mạnh luôn đang đi chơi luôn mà nó đau ở trong cái miệng á không có một dấu hiệu gì trước đó xong rồi đang tự nhiên cái đang đi chơi xong về cái nó đau đau trong miệng thì đi khám bác sĩ thì bác sĩ phán một câu xanh rờn là coi như từ đó luôn. Là bác sĩ bên này hả? Ừ. Từ đó luôn đó, rồi bắt đầu chữa cho tới hôm nay là từ năm 2021 á. Là ngay cái thời điểm mà anh Quang cũng bị bệnh luôn đó. Thì sau đó một vài năm á thì sau đó một năm hay sao á thì Tám có nghe anh Quang kể với Tám là ca sim bị bệnh cũng nặng lắm, nói chuyện giống như là bị ấy á, giống như là nói chuyện tại anh Quang với ca sim cũng có liên lạc với nhau mà, nhưng mà Tám thì chuyện đó là chuyện của người ta, Tám không có nói lên như này, mặc dù Tám biết hết luôn, Tám biết từ lúc đầu Tám cũng biết là ca sim cũng bệnh này kia, nhưng mà tại vì ca sim không có muốn, ca sim không có muốn nói ra thì mình cũng không có nói làm cái gì, mình để chuyện nó đang êm đẹp thì im lặng thì mình cứ im lặng thôi, chứ mình không có hề một nói ra nhưng public gì hết á. Thì cái lúc mà Tám qua Tám thăm ca sim á, Tám cũng gọi, Tám cũng xin phép đàng hoàng, Tám nói là chị có thể tới thăm ca sim được hay không đó, giờ em đang ở đâu, tại vì chị có nghe nói là em đang bệnh á, thì sẵn chị qua bên này thì chị muốn thăm em một cái. Xong cuối cùng ca sim mới chỉ bữa đó cái clip tôi quay đó. Nhưng mà tôi quay là tôi quay vậy thôi chứ tôi không biết tôi có bó hay không, thì phải xin phép ca sim á để tới đó thì rồi hỏi ca sim rồi ca sim có chịu không, cái ca sim nó ok. Cái lúc mà ca sim ra tôi cũng dám chiếu ca sim nữa đó bà thì tôi cũng không dám chiếu, vậy là gì tôi sợ là ca sim không muốn cái cuối cùng á tôi mới nói cái này có quay được không, xong ca sim nói ok chị đâu có sao đâu đó. Lúc đó bắt đầu Tám mới quay ca sim, mà lúc đó Tám mới nói thôi ca sim không nói được thì thôi đừng có nói, cứ im lặng rồi cười thôi để Tám nói được rồi chứ ca sim nói ra là cái miệng ca sim như vậy để mọi người biết là ca sim bị gì cũng tội, hiểu không? Mình thấy tội là đưa một cái hình ảnh tệ như vậy, cho nên là Tám mới hỏi thăm ca sim thì ok đồng ý quay lên một chút xíu thì quay khúc đó thôi là như vậy. Rồi xong rồi mình có kể chút về ca sim bị bệnh chứ cũng không có nói rõ cái bệnh của ca sim luôn, bởi vì ca sim có kể tất cả những cái bệnh của ca sim từ đầu cho tới bây giờ luôn, là bị cái gì chỉ là biết là như vậy là được rồi chứ không có nói chi tiết. Rồi nhà báo nhắn tin cho tôi á, nói là chị ơi chị có gặp ca sim hả, cho em có thể một cuộc phỏng vấn với chị không. Tám cũng không có dám luôn, Tám cũng từ chối luôn, tại vì Tám nói gì giờ đâu có thể nào nói xạo được,
mà nói đúng thì cũng không được, cho nên thôi mình im lặng là tốt nhất. Thôi bây giờ mình tới rồi, mình tới chỗ Sơ để mình vô mình ủng hộ Sơ cho bà Thi nè, Thi bà ủng hộ còn không nè. Sơ còn không, không biết. Vô vô. Ê, trời ơi, hết hồn mày. Cũng cũ luôn á, vô hỏi hỏi chị tiểu sử coi nè, bị cày nè. Chào Sơ. Cha mới ra, cha mới về. Cha mới về. Sao hổ nữa. Sớm nay có chuyện chúng ta khá là đang hơn ra. Mấy bữa nay bái ở chỗ là thấy anh chị em cũng học nhiều. Cái này người ủng hộ qua cái chương trình của chị đấy. Là bên tiểu bang nào họ cũng gọi về. Gọi về để gửi giao tiền đấy. Khi mà như vậy chị em xin chị chắc là chị phải nói với người ta đó, là cho em xin số cô địa chỉ của người ta đó. Là khách lại cho em một cái để em cảm ơn đấy. Cho Sơ luôn ha. Dạ vâng chị. Tụi em rất là chân thành cảm ơn. Có Queen Queen ở Connecticut 100. Dạ. Mary Diệp ở Boston 100. Dạ. Chị Lani ở Sacramento 200. Dạ. Tất cả là 400 mấy gì cũng đưa cho Sơ nha. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Đây là 400. Nãy em có học con đã học được hết rồi. Vâng. Thay mặt cho bà con Bảo Lục bên Việt Nam cảm ơn chương trình của bà Tám Khâm Thơ, chị gái yêu quý. Rất là chân tình và thiện nguyện của tấm lòng hảo tâm của các quý vị đã gửi đến qua bàn tay nhân ái của các anh các chị, thì bà con dân Việt Nam được một tấm mền ấm hay là một chén gạo trong lúc mà vốn khó đấy, thì cuối cùng là cha chi sẽ tổng kết hết số tiền làm được tất cả mọi việc thiện nguyện cha chi sẽ cầm về. Thứ tư này là mình tối thứ tư cả 8 giờ mình hẹn ở đây là có không có cha Tuyên với cha chi luôn. Chân thành cảm ơn các chị nhé, thay mặt cho bà con chân thành cảm ơn quý vị đã rộng tay nối vòng tay nhân ái đến những người đang kém may mắn và những người đang trong cơn hoạn nạn ha. Cho giữ sức khỏe nha. Cảm ơn hôm nay dắt hai mạnh thường quân đến ủng hộ đồ ăn. Dạ cảm ơn các chị. Chúng em có táo rất là ngon này chị Thanh ấy, chị có cái táo này ngon lắm luôn á. Còn cái nhãn này, nhãn Nam Mai này, ở xôi Bắc đang làm bánh chuối 3 đồng này. Đấy thêm chuối ba đồng cái bánh chuối cái này rất là ngon. Ngon lắm ơi. Hôm bữa tôi biết bà thèm lắm phải không bà? Đi tới đi lui. còn xôi với lại xôi cúng thịt nướng, nướng cơm thịt nướng cháo, tất cả các thực đơn order của cháo đêm là bán từ sớm là cũng được. Chị quý cháo đêm là quyên góp để tặng cho để vào bảo. Cái này là 25 đồng một bịch. Em lấy một bịch này. Dạ. Sắp hết giờ rồi Sơ. 2 giờ nữa. Mình còn bán 2 giờ. Sau 2 giờ có bán không? Đây tôm khô nè. À có tôm khô nữa hả Sơ? Tôm khô bự. Tôm khô này là bán cho gì? Cho Bảo Lục luôn á hả? Người ta này có khoai lang tím nữa, khoai lang đồng. Này là 35.000, quên lộn, 35 đồng một bịch, một hao. Dạ, chị lấy một cuốn thịt nướng chả giò. Ủa, chị đi chưa ha? Mấy cái chị? Bà muốn lấy mấy cái? Chị đếm 2, 3, 4, 5. 5 cái, 15 đồng. Táo là tính riêng nè. Đó, tính chung nó đi. Tính chung nó đi. Không. Không. Dễ thương quá ha.
hộp hộp xôi bắp. Không có mấy. Như này ngon chứ sao? Ba cái này em ăn cá ăn rau. Dạ. Cho có cái này. Cái đó là cái gì? Con ăn con hiếu. À. Cái gì? Cháo. Dạ. Trời. Thèm cháo vịt ha. Để thôi ngồi đây ăn không? Ăn dỗi. Muối sống sợ là trời. Chiều đấy. Thôi giờ chiều đây khi ăn thôi nấu tối cho ăn cái vịt. Ủa bà hàng về trễ mà. Lấy trả tiền cái xôi. Dạ không. Nó để trả tiền. Thôi trả tiền như vậy sao? Xôi này là 5 đồng. Táo này ngon lắm mà. Tôi biết táo này là ngon lắm. Mẹ tôi cũng có chồng nó luôn. Còn cái đó là gì sơ? Cái đây là của người ta. Của khi mà. Không, cũng hôm nay sơ đẹp quá vậy sơ. Cảm ơn chị. Đứa bà thơ cắn miếng kìa, bà nuốt nước miếng nãy giờ kìa. Có nóng không? Thì sao cái này nó làm được? Con làm dưới này nó như mà thấy chiều thì vẫn còn được. 8 giờ là chị mang cái này nhỉ? Con nghe bạn. Lên đâu không? Chút nữa lên xe anh. Chị còn có nhà. Ở chương trình mình còn bán đến thứ mấy hả? Cái chương trình mà cho Cha Chi đi Việt Nam thì hết tuần này. Yeah. Nhưng mà hết cái tuần này thì chúng em vẫn tiếp tục làm để trong tương lai là ủng hộ những cái nơi mà cần thiết. Ví dụ như là không may có thiên tai cái gì đến Việt Nam ấy, thì chương trình chúng em vẫn tiếp tục kéo dài từ 7 rưỡi sáng cho tới 2 giờ chiều. Vật đơn thì đầy đủ của cháu đêm. Đầy đủ thực đơn của cháu đêm cộng với những cái món chúng em đang làm đây. Thì chúng em vẫn tiếp tục kéo dài chứ không phải chỉ hết 2 tuần không. Vậy là vẫn tiếp tục nhưng dạ mà cho một cái quỹ khác. Dạ vâng. Sơ vẫn ở đây làm. Dạ vâng, em vẫn ở đây. Sơ cũng vất vả dữ ha. Dạ thì tại vì thấy cái chương trình bên Việt Nam thì rất nhiều nơi cần. Ví dụ như bão lụt hay những người kém may mắn hơn mình ấy, thì chúng em cố gắng làm được cái gì đi cộng tác, giúp đỡ. Với lại cảm ơn cái tấm lòng quảng đại của chị cháu đêm. Đúng rồi. Mà. Phải cho như vậy thì mình mới có cơ hội. Thì có cái sẽ bắt đầu từ 7 rưỡi sáng cho tới 2 giờ chiều. Yeah. Từ 2 giờ chiều đến 2 giờ tối, 2 giờ sáng thì là của nhà hàng cháu đêm. Yeah. Đây là chương trình của chị Tám Khăn, bà Tám Khăn Thơ là tiếp tục ủng hộ chúng em trong mình làm cánh tay nối dài. Thì cái gì mình có thể làm được thì mình sẽ làm. Dạ vâng. Làm cũng vẫn là những món món như thế này. Xôi nè. Dạ. Bún thịt nướng nè. Dạ. Chả giò, cơm thịt nướng, cháo sườn non, cháo bò bằm, cháo cá, đó, xôi bắp này kia đó. Dạ. Chúng em có thêm xôi cà phê, xôi đậu phộng rồi xôi. Có thêm xôi. Dạ. Nấu thêm xôi. Thí dụ ai muốn ăn cháo vịt có không sơ? Dạ có. Tất cả những full menu của cháu đêm thì đều là trong cái tuần này vẫn là tất cả là quyên góp tặng cho chủ cháu đêm, tặng cho chương trình bảo lộc chủ tặng nha chị tặng. Coi như nhưng mà nếu trong khung giờ từ 7 giờ tới 2 giờ là tặng hết. Dạ. Còn nếu mà từ 2 giờ tới tối 2 giờ sáng là ở nhà cháu đêm của nhà hàng. Dạ. Đó. Dạ. Dạ. Nó sồ. Lucky. Thôi con có vậy à. Trời ơi, mình nghe. Trời ơi, thấy. Thấy cô dễ sợ quá. Lucky. Chắc gặp chủ về chắc ha. Chủ nhà chủ về đấy, chủ về. Ôi đừng có cay gắt. Rồi. Trời ơi. Cho em con thêm một cái bún thịt nướng nữa đi. Em sơ dạ. Dạ. Một phần bún thịt nướng nhiêu vậy quên rồi sơ? À con gửi sơ. Ôi. Cho người nghèo chứ đâu phải cho sơ đâu mà sơ từ chối. Ra mình đâu có cần phải cảm ơn đâu, mình giúp đỡ. Đúng rồi. Mình cũng có ăn bộ, không phải mình không có ăn đâu. Thấy không? Phải ngồi mà đứng mà ăn nè. Rất ngon luôn, bánh chuối nữa Chuối ngon. Của mình đâu? Rồi con chó kìa ông nội ơi.
lại á, đồng lại với con. Ừ, đồng lại với con. Thích 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 thích. Không, không có thôi. Khỏi. Dạ dạ. Trời ơi con chó kìa dễ thương chưa. Két bé két đâu con chó đâu rồi. Có két, két nó thích lắm nè, con két nó mê lắm nè. Rồi cảm ơn bà chủ, giữ giữ sức khỏe bà chủ nha, bà chủ nha. Rồi em ba chị, ba chị dạ. Đây nè quán cháo đêm nha các bạn, đây là quán cháo đêm. Đâu coi, bắt đầu từ ngày 18 tháng 9, cháo đêm sẽ mở cửa từ 7 giờ rưỡi sáng cho đến 2 giờ sáng. Rồi, 7 giờ rưỡi sáng cho tới 2 giờ sáng luôn rồi. Nói chung là mở cửa từ sáng sớm tới khuya luôn đó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chủ nhật nghỉ thôi. Ở đây là khu Grand Rô nha. 9754. Số địa chỉ là 9754. Đường Garden Road, thành phố Garden Road, California. 92844 à. Thôi cho xe đi nắng quá. Xong. Đã tới ủng hộ. Kìa ủng hộ chút chút cho vui phải không? Mỗi người ít vui đem về ăn. Tối nay mình đến ăn cháo đêm hả? Cháo vịt hả? Hằng về hả? Mấy giờ? Chắc 9 giờ mấy. 9 giờ mấy hả? Dám nào. Buổi tối thì ủng hộ cho ba nhà hàng thôi. Còn buổi sáng từ 7 giờ đến 2 giờ mới là ủng hộ cho Bảo Lục nha các bạn. 10 giờ mới về là không được. Ừ trễ lắm. Ủa 11 giờ bà mới về. Trời đất ơi. Ủa giờ đi đâu vậy? Đi mua nước miếu. Hôm bữa tôi coi clip của Đức Tiến á, Bình Phương á, không biết ai mang hoa ra đẹp quá. Có nhiều người vô 6-7 người á. À là cái hoa mà bữa tôi mua hả? Hồng á. À, đi Việt Nam về là nó mới đây rồi hả? Chắc tôi đi bữa thứ 6, chắc Bình Phương qua thứ 7. Chắc 7 á, đi Việt Nam về là ra đó. Chắc chiều thứ 7. Mà đẹp quá. Cái mấy, có mấy chị comment lá của chị Trâm Thơ đó. Chị Trâm Thơ đi Trâm Ba vậy em Thơ. Trâm Đức Tiến luôn. Cười quá, mà biết không? Có cái chị kia, chị fan. Chị mới gọi, chị hỏi. À quên, chị nói chuyện tôi. Chị mới nói sao không? Trời ơi, em có biết là chị coi cái video mà em đi thăm Đức Tiến, mà em nói chuyện với Đức Tiến á, chị cười mà chị cười bắt đau cái bụng luôn, mà chị coi đi coi lại có mấy lần luôn á, mà chị cũng vẫn mắc cười nữa. Ừ. Nó, ủa là cái là chỗ nào chị? Rất chỗ là nào? Rất xong, là dễ thương. Chị mới nói cái khúc mà tôi nói là cái giòi của ông không biết có nước không. Tôi đâu có biết đâu. Thì tôi nói là cái tôi nói là tôi, bởi vì tôi nói cái miệng của tôi nhanh hơn cái não là gì đó. Tôi nói là tôi nói à, tôi không có để ý, tôi cũng không có suy nghĩ mà. Ờ, cái xong chị nói trời chị hả, chị ngồi trong bàn tiệc chị coi mình, chị cười mắc cười quá, xong rồi chị mở lên tivi cho nguyên bàn tiệc coi luôn, ai cũng đập bàn đập ghế mà cười bể bụng luôn. Nói trời sao con nhỏ này nó nói cái gì mà vui quá vậy, mà sao tự nhiên nó nói là sao mà ông cái gì mà ông nhìn tôi dữ vậy á. Ông nhìn tôi dữ rất vậy, rất là dễ thương. Không có nhiều người, có người cũng comment nói trời ơi nói thơ nói chuyện tiếng dễ thương. Không phải, tại vì thì mình thấy là cái mắt ông nhìn mình. Mình có cảm giác giống như là có chuyện gì mà sao ông nhìn tôi dữ vậy. Thì chị mới nói là trời ơi, nguyên cả bàn tiệc nói cái này á, mà hả ông Đức Tiến ông trả lời một cái chắc bà Tám bà chạy 8 mét. Sợ không? Lúc đó bà sợ không? Tôi đâu có gì đâu. À, trời ơi, bà mà sợ ai? Tôi đâu có sợ. Tôi coi bà tự nhiên mình lái qua bên đó thôi, tôi sợ tôi chắc. Ủa lần sao? Tôi đang coi bà đi ra ngoài á. À. Ủa sao bà sợ cái gì bà Thi? Sợ trời đất ơi. Trời đất ơi.
rất như là chờ lúc mà bà nói chuyện với lại lúc tí tự nhiên tôi khóc tự nhiên cái nhớ nhớ. Bữa nào bà ra bà nói chuyện đi nữa. Bữa nào bà ra bà nói chuyện thì mình này. Thôi để tôi mua cho luôn, để tôi mua cho. Khóa xe chưa Linh? Khóa xe. Linh mua cho mình luôn. Nước mía hả? Có trái xay kìa mà hả? Wow, cái trái đó lâu lắm rồi đó. Trái xay à? Trời, cái ly tổ bố. Trời ơi, coi cái ly bự ghê kìa. 1, 2, 3. Chúng em cảm ơn chị Linh. Trời ơi. Anh bà ngang nhau. Ôi, ai bao là kêu chị hết á. Tụi em hèn lắm. Ngồi ngồi đây uống con rồi đi. Ai bao là tụi em sẽ nâng lên chị hết á. Bà cứ bao, bà muốn tôi kêu bằng chị mà cứ bao tôi hoài đi. Kêu bằng chị. Tôi muốn bằng em mà. Bà cứ bao tôi kêu bằng chị bà thi. Ok. Bà thi, sao bà tập trung như vậy? Ôi, cười phải ngừng một chút chứ. Bà có biết là nó nặng chỗ này không? Nó lạnh á, nó nặng nó cũng bể đảo tôi luôn. Kỳ vậy? Nó nặng ở chỗ này mà nó lại bể não. Uống nước lạnh kia không có tê răng, không có buốt răng gì nữa đó. Vậy hả? Chúc mừng. Có khám bệnh không? Không có khám, chưa khám, chưa tới ngày khám hả? Tôi nghĩ bà ăn cái gì bà bích cái lỗ đó rồi, chắc ăn ốc miêu quá. Bị như hết đau. Mà cái đau cái buốt răng đó là bị lâu chưa hay là chỉ mới trước khi về Việt Nam. Trước tháng 7, nhớ không? Bà không có ăn thịt bò gì đó. Bà nói, ôi bây giờ tôi không ăn đồ cứng nữa đó. Buốt răng mà mắc mới vẫn ăn đồ cứng, không uống lạnh thôi. Tại lúc đó bà chưa có kinh nghiệm. Chỉ có bà đi với bà Thơ là bà mới được ăn ngon vậy phải không? Hết rồi hả? Có, tháng 10 bà đi sơ rồi. Tháng 10 năm sau á hả? Giờ bà nhát quá. Vậy là một lát tôi phải kéo cái lấy hẹn. Ủa chưa lấy hẹn mà đầu tháng 10. Bà thấy không? Bà nói người ta lúc mà bà cancel á, cái bữa tháng mấy á là bà. Ủa bà chưa lấy hẹn tại sao bà biết là tháng 10? Là người ta kêu lấy cuối cùng bà quên luôn. Bà quên luôn. Bà mới nhắc tôi đi lấy thì bà. Vậy lát chở tôi luyện tôi đến tôi chạy lên tôi lấy được không? Được, luyện bà đó đi. Bây giờ chở ba đi đi. Đặt nó đi về. Không, bây giờ về nhà bà trước đi để tôi đi ra chỗ bảo hiểm xe đã. Ủa tại sao bà không chịu gọi điện thoại mắc mớ bà phải đi lên trên đó. Người ta kêu tôi đi lên cái gì. Tôi hồi hai lần nên ta ghét tôi rồi. Ta ghét tôi rồi. Hồi hai lần rồi. Một lần á là 4 tháng 9 là tôi phải soi. Thì lúc đó tôi đang ở viện siêu nha. Hôm bữa ông Hiếu nó hỏi tôi, ủa bà Thi bà đi soi ruột chưa? Tôi nói để tôi hỏi bà Thơ. Xong rồi tôi đang ở bên đó thì là tôi đâu có được đâu. Bây giờ tôi để số quan bệnh của tôi lên public. Trời ơi bà Thi bà bị người ta nhắn tin kìa các bạn. Chứ mời đi ăn kìa. Mà tự nhiên nó biết tin Linh. Sao bà kể cho các bạn nghe coi. Nhắn sao? Bà Linh là giới thiệu ai cho bà Thi mời đi ăn vậy? Trời ơi, tôi mà có tôi ngu gì tôi giới thiệu cho tôi em sướng hả? Tự nhiên mời đi ăn mất mới giờ mời giới thiệu bà Thi đúng không? Chụp hình được. Vậy là biết cái gì là bà coi sao ổng biết bà thích ăn. Đúng rồi. Biết mà tôi hay chọc bà ăn vậy là ổng sao mà ổng biết số phone bà? Sao biết số phone mà nhắn? Mà mấy ngày nay đều dỗ bà đi ăn nữa. Người ta thích. Nhưng mà kêu bà là Trần hả? Kêu tôi là Trần thì có nghĩa thì Trần. Thì sai rồi, nó nói đại á. Sai rồi. Ủa sao bà mà ta gửi hình cái mặt của bà vô đó? Nè, gửi mặt tôi luôn. Có hình luôn đó mượn coi.
thì xuống tới giờ thì nó ăn cắp nó chụp mà sợi. Sao thấy hình mà thi nè, nó chụp hình mà gửi hình mà thi luôn, thì chạy về trên luôn. Facebook của bạn hình sao là nó. Ủa mà cái hình này là của bà ở đâu? Ở trên Facebook. À, chưa, trên Facebook. Vậy là coi chừng nó lên đó nó biết rồi. Bà có nhắn tin với tôi, tin Linh. Nhưng mà tại tôi lại ngạc nhiên sao biết số phone tôi. Ờ, số phone đâu có ai biết. Hay là trên Facebook bà có để cái no. trong cái chỗ lý lịch information đó. Không có đưa mấy cái. Mà tôi là số điện thoại của tôi để lên trên YouTube hết mà sao không có anh là tới mời tôi ăn hết trơn người ta. Anh nghe nổi da gà. Coi lại cái ăn ở đi. Ờ, ngồi chán ghê luôn á. Vậy là bà vẫn ít hơn bà Thơ. À, bà Thi. Bà Thi là không có để số điện thoại lên trên pháp lực đúng không? Ừ. Còn tôi là tôi để số. Không, tôi không vậy, lâu lâu tôi mới có một cái tin là bị từ lúc không có bị. Từ hồi nào giờ bị rất là nhiều luôn, rất là phiền. Ủa sao kỳ vậy ta? Nhiều lần nhiều lắm, nhiều người lắm. Sao trong khi tôi không ai mời tôi đi ăn? Ừ. Tại bà Thi ăn nhiều hơn bà. Lấn áp bà luôn rồi. Thôi bây giờ mình chia tay tại đây nè, Thi sẽ đi đi hẹn xôi ruột, còn Linh Trần á thì đi bảo hiểm, tại vì bảo hiểm của bà Linh rất là mắc, kỳ này bảo hiểm xe của bà Linh tăng Linh quá nhiều. Ờ đúng rồi, đúng rồi, mình chỉ các mình hỏi đi. Các bạn đi, các được bạn đó. Nào làm bảo hiểm mà nó các bạn giỏi. Bà biết bảo hiểm xe tôi nhiều không? Nhiều 3,200 một năm, 3,200 luôn. Mắc không? Mắc hay là rẻ? Mắc. Mà tôi làm biến về mấy cái đó tôi hay bị nhức đầu á. Để hỏi chị Khanh thử coi. Nhiều lúc chị Khanh chị Khanh chỉ bán bảo hiểm thì chị cũng phải biết một ít về bảo hiểm xe chứ đúng không? Kêu chị giới thiệu cho mình mà, chị mình nếu mà hỏi các bạn coi, hỏi các bạn có bạn nào không? Hỏi các bạn nào mà rành về bảo hiểm xe bên Mỹ nè, bảo hiểm xe nha. Còn bảo hiểm nhân thọ thì có chị Hà Khanh là mình không có hỏi đâu. Gì vậy bà Thi? Gì vậy? Mang vô. Ờ mang vô cho nên để xe nó hư á. Mang cái này vô. Cái bà Linh là một năm bả đi có một mình bả một chiếc xe à. Mà bả trả một mà coi như một năm là 3,000 mấy? 3,200. 3,200. Mà một mình bả đứng tên một chiếc xe. Mà tám cũng không có biết là rẻ hay mắc thì tám không biết. Nhưng mà nếu bạn nào mà rành về bảo hiểm xe thì trước khi hỏi chị Khanh thì mình hỏi các bạn. Không, chị Khanh hôm bữa tôi có nói. Ủa vậy hả? Chị Khanh nói thì sao? Chị nhà Khanh cũng nói mắc. Mà tại sao mắc vậy? Ờ, không hiểu sao á. Thứ nhất là cái hãng đó nó mắc lắm. Cái hãng đó nó tốt. Bà đâu có bị đụng xe gì nữa. Đâu có bị mà tai nạn để đền đâu đúng không? Ừ. Không có lần nào hả? Rồi bây giờ đi mua gần hết bên kia rồi, bây giờ đi mua cái khác thôi. Bây giờ bà Linh mới đi tìm bảo hiểm chỗ khác để mua đó. Thôi bây giờ bà cứ đi tìm đi. Bà thấy tôi không về là bà tìm tôi nha. Mua nhỏ kia người ta bắt cóc. Trời đất ơi, tôi tìm bà đâu nghe. Tìm trên YouTube đó. Rồi thôi mình chia tay tại đây nha. Thôi clip đã, không biết có dài không nữa. Thì cái này của tôi á. Rồi của bà. Ừ, rồi chúc các bạn ngày ăn lành và hạnh phúc nha. Sẽ cập nhật các bạn vào clip sau. Bye bye. Ủa bà Thi đi đâu vậy? Tôi đi đâu rồi? Cho tôi chuối thôi. Bánh chuối. Hỏi bà chứ. Vậy cái ông đó ông dẫn mà bà đi ăn là đúng rồi. Sao vậy? Mang vô đi. Chừng nào bà đi ăn á, ê bà Thi. Bà đi ăn bà rủ tụi tôi đi ăn với. Đi lấy hẹn với ảnh. Lấy đi. Nó được không? Em có một đồng bọn. Em có đồng bọn ít lắm. Em có khoảng 5 người đồng bọn đi theo. Hay là nói là thôi em dẫn má em đi ăn được không anh? Ok rồi, bye bye các bạn nha. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.